Chuyến thăm chính thức tới Brazil của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc nâng cao mối quan hệ giữa Việt Nam và đất nước Nam Mỹ này lên một tầm cao mới. Theo lời của Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa trong một cuộc phỏng vấn trao đổi với Vietnam News Agency, VNA, theo nhà ngoại giao, Brazil là đối tác số 1 của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ. Với dân số hơn 211 triệu người, Brazil là một thị trường triển vọng cho Việt Nam. Đất nước này cũng là cửa ngõ giúp Việt Nam tiến vào thị trường Nam Mỹ, bà nói thêm. Và Việt Nam cũng là cửa ngõ để Brazil tiếp cận ASEAN và các nước châu Á khác. Đại sứ Hoa nói rằng Thủ tướng Chính là người lãnh đạo đầu tiên của Đảng và Chính phủ Việt Nam thực hiện chuyến thăm chính thức tới Brazil kể từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2007. Do đó, đây mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trong tương lai, bà nói, cho rằng điều này sẽ đánh dấu sự khai mạc của một giai đoạn mới của hợp tác giữa Việt Nam và Brazil. Cuộc trò chuyện và cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva, các nhà lãnh đạo của Thượng nghị viện Liên bang và chính quyền của một số bang của Brazil cũng như các doanh nghiệp địa phương hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác song phương và đẩy mạnh đối tác toàn diện giữa hai nước, làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn. Đại sứ Hoa nói rằng việc thúc đẩy mối quan hệ song phương là nội dung chính trên lịch trình của chuyến thăm của Thủ tướng Chính. Theo nhà ngoại giao, Việt Nam và Brazil có những điểm mạnh và tiềm năng riêng, và khi hai nước này hợp tác, sẽ tạo ra những hiệu ứng đồng tương ứng mang lại lợi ích cho sự phát triển và hội nhập quốc tế của cả hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đang diễn ra nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2024, bà nói, và khẳng định rằng kết quả của chuyến thăm này sẽ thêm ý nghĩa vào cột mốc này, hướng dẫn cho sự thăng hạng của mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới trong tương lai. Đại sứ cho biết chuyến thăm hy vọng mở ra cơ hội hợp tác mới cho cả hai bên trong các lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng mới, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và thực phẩm, hội nhập và an ninh khu vực, sự phát triển bền vững và bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Đây là những vấn đề mà cả hai nước có nhiều quan điểm tương đồng và có thể học hỏi từ kinh nghiệm của nhau và hỗ trợ lẫn nhau cho sự phát triển chung, bà nói thêm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sẽ diễn ra diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Brazil, mang lại cơ hội cho doanh nghiệp của cả hai nước tìm kiếm cơ hội và khả năng hợp tác. Điều này sẽ là cơ hội tốt cho cả hai bên khám phá văn hóa kinh doanh của nhau và nhu cầu của người tiêu dùng ở mỗi quốc gia để thiết kế các kế hoạch hợp tác và đầu tư cụ thể, bao gồm cả trong sản xuất cà phê. Đặc biệt, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đại sứ Hoa lưu ý rằng tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 6,78 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Việt Nam xuất khẩu sang Brazil các sản phẩm như thủy sản, mỡ động vật, gạo, sắt và thép, gốm sứ, linh kiện điện tử, hàng may mặc và giày dép, trong khi nhập khẩu kẽm, nhựa, các loại thịt, sản phẩm chế biến thực phẩm, cao su và sợi từ đất nước Nam Mỹ. Nhà ngoại giao cho biết bà hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Chính sẽ giúp thúc đẩy việc giao dịch thêm nhiều sản phẩm giữa hai nước, đặc biệt là các sản phẩm nông sản để tạo sự cân đối hơn trong thương mại.